Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát, tiếp tục phần tranh luận của luật sư, phần tự bào chữa của các bị cáo. Trong phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển số tiền 1.350 tỷ đồng cho Trương Huệ Vân, cháu bà Lan để khắc phục hậu quả. Giai đoạn điều tra, bị cáo Vân đã khắc phục 1 tỷ đồng. Luật sư Chu Thị Trang Vân bảo chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân đề nghị Viện kiểm sát và hội đồng xét xử ghi nhận tình tiết mới này cho thân chủ. Theo bà, đây là tình tiết vô cùng quan trọng bởi nếu được hội đồng xét xử đồng ý, hậu quả do hành vi sai phạm của bị cáo Vân đã được khắc phục hoàn toàn. Luật sư cho rằng từ 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản là quá nghiêm khắc với Vân. Theo luật sư, cần phân hóa rõ hơn vai trò trách nhiệm của bị cáo, người bảo chữa cho bị cáo Vân nói, thân chủ mình hoàn toàn tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan được bị cáo Trương Mỹ Lan nuôi ăn học từ nhỏ, gọi bị cáo Lan là mẹ nên luôn nghe lời hoàn toàn lệ thuộc. Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét một cách toàn diện để thân chủ được hưởng mức án khoan hồng, giảm nhẹ nhất có thể. Cũng liên quan đến vụ án, bị cáo Hồ Bửu Phương, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xúc động khóc trình bày. Hôm Mỹ bị viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 19 đến 20 năm tù, bị cáo không biết phải nghĩ gì nữa, không biết tại sao nữa. Thời gian tạm giam bị cáo chưa được gặp gỡ gia đình, rất muốn gặp gia đình, nhưng đề nghị xong bị cáo không dám gặp con vì xấu hổ. Tự bào chữa bị cáo cho rằng khi đọc cáo trạng, nhìn tổng thể hành vi của bị cáo không quá nghiêm trọng, nặng nề. Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng cho rằng không có sự móc nối chỉ đạo cụ thể nào từ bà Trương Mỹ Lan trong hoạt động công việc của Hồ Bửu Phương. Bị cáo Phương cũng chỉ làm theo thông lệ có từ trước tại Vạn Thịnh Phát mà không dự liệu đến tính đúng sai của hoạt động này. Luật sư cũng cho rằng Hồ Bửu Phương không biết nguồn gốc các khoản tiền được giao thực hiện giải quỹ là tiền được vay trái pháp luật, không biết số tiền này được tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng vào mục đích gì trên thực tế. Do đó, mức án mà Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị đối với bị cáo là quá nặng so với mức độ và hành vi thực hiện. Vai trò của Hồ Bửu Phương trong hệ thống quy trình rút tiền từ SCB là hạn chế, mang tính chuyên môn riêng biệt, không như quy buộc của cáo trạng và lời luận tội. Luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét về mức độ hành vi của bị cáo Hồ Bửu Phương chỉ là một mắt xích nhỏ cuối cùng trong vụ án, không phải hoạt động có tổ chức và tinh vi. Trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB và ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án trung thân về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Chủ tọa hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn về việc bà Trương Mỹ Lan cho rằng SCB thiếu tiền thuê nhà chưa trả thì ông Võ Tấn Hoàng Văn cho rằng SCB chuyển hội sở từ đường Trần Hưng Đạo về tòa nhà số 19 Nguyễn Huệ của bà Lan và có trả tiền thuê nhà. Ông Văn nói, bà Lan nói không trả tiền bị cáo thấy rất xúc phạm. Bị cáo nhớ SCB ký hợp đồng đặt cọc giữ thuê dài hạn nhưng bị cáo không nhớ nội dung hợp đồng về năm khấu trừ số tiền đặt cọc đó. Sau đó, ông Văn tiếp tục bào chữa Ông cho rằng nguồn tiền trả khoản nợ đề án tái cơ cấu khi đáo hạn gần như không có. Nếu không có nguồn tiền, lấy đâu mà ngân hàng hoạt động? Bị cáo đã nói với ông Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch SCB tiền nhiệm, ông Thành nói với bà Lan, bà Lan đưa tài sản vào, SCB bị cuốn vào vòng xoáy cho mượn tài sản của bà Lan. Ông Văn nói thêm, tất cả mọi người đều cảm thấy rằng bà Lan như là người đỡ đầu cho ngân hàng và chịu ảnh hưởng chỉ đạo Kết thúc phần tự bào chữa, bị cáo cầu xin một sự khoan hồng, khoan dung, tha thứ, độ lượng và yêu thương từ hội đồng xét xử để có cơ hội trở về với gia đình, tiếp tục được đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Tự bào chữa, bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch SCB cũng cho rằng bị viện kiểm sát đề nghị mức án trung thân là quá nghiêm khắc, từ hôm 19 tháng 3 đến nay không thể ngủ. Ở nhà chắc cha mẹ tôi khóc hết nước mắt, bị cáo nghẹn giọng. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Ông Dũng xin tòa xem xét các phân tích, đề nghị của luật sư bào chữa để đưa ra mức án khoan hồng, tạo cơ hội cho bị cáo về với gia đình. Bào chữa cho bị cáo Dũng, luật sư Nguyễn Văn Hậu đề nghị tòa xem xét vai trò của thân chủ trong vụ án là không giúp sức tích cực cho bà Lan. Và án trung thân, Viện Kiểm sát đề nghị là chưa công bằng so với nhiều bị cáo chủ chốt khác. Theo luật sư, bị cáo Bùi Anh Dũng không tiếp xúc, không lĩnh hội trực tiếp ý chí chỉ đạo từ bị cáo Lan. Mặc dù là chủ tịch hội đồng quản trị, bị cáo dũng không được bị cáo trương mỹ lan xem là thân tín không được tin tưởng cho đảm nhận nhiệm vụ then chốt quan trọng nào đặc biệt là việc rút tiền ông dũng chỉ là người lao động làm công ăn lương thực hiện công việc với tư cách lệ thuộc không có đủ tài liệu điều kiện để có thể nhận thức đánh giá chính xác hành vi của mình luật sư hậu cho rằng thân chủ bị cáo buộc tội tham ô tài sản là không ổn hơn nữa bị cáo dũng đảm nhận chức chủ tịch với tâm thế tạm thời trong thời gian đinh văn thành cựu chủ tịch scb tiền nhiệm đi nước ngoài chữa bệnh. Nếu biết bị cáo Thành viện lý do này để bỏ trốn, biết thực trạng thực sự của SCB, thì ông Dũng sẽ không đảm nhiệm vị trí này. Theo lời khai của Dương Tấn trước, bà Lan luôn có một danh sách các dự án bất động sản đang thế chấp ngân hàng. Sau khi xem danh sách, nhận thấy chỉ có dự án Thanh Yến có đầy đủ hồ sơ pháp lý, có tiềm năng phát triển, nên ông trước thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan giá chuyển nhượng là 2.500 tỷ đồng. Bà Lan đề nghị ông trước không cần thanh toán tiền ngay mà chỉ cần lập hồ sơ vay SCB 3.500 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án thanh yến, 1.000 tỷ đồng để bà Lan sử dụng vào mục đích riêng. Bà Lan có trách nhiệm thanh toán toàn bộ gốc và lãi đối với số tiền 1.000 tỷ đồng này. Chính vì tin tưởng vào lời cam kết uy tín của bà Lan và thực sự mong muốn được nhận chuyển nhượng dự án để phát triển, nên ông trước mới đồng ý việc lập hồ sơ vay vốn tại SCB. Luật sư nhấn mạnh, ông trước không được hưởng lợi ích gì từ khoản vay 3.500 tỷ đồng nói trên vì bà Lan không thực hiện theo như cam kết ban đầu, không chuyển nhượng dự án cho ông trước và nhóm công ty tường Việt. Quá trình thực hiện khoản vay 3.500 tỷ đồng, ông trước đều bị động, dù có quan hệ đối tác, nhưng đây là mối quan hệ không cân xứng. Mọi vấn đề đều làm theo chủ ý quyết định của bà Trương Mỹ Lan, luật sư nói. Luật sư cho biết công ty của bị cáo trước chuyên thi công các dự án bất động sản. Bị cáo có niềm đam mê trong lĩnh vực này nên nắm rõ các vấn đề về pháp lý. Quá trình thi công các dự án cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo giúp bà Lan gỡ được các nút thắt về pháp lý cho những dự án lớn hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ. Với một người hào sản như bà Lan thì việc bà cho bị cáo trước 1.500 tỷ đồng là điều dễ hiểu, như bà Lan đã từng cho rất nhiều người khác, luật sư nói về việc Bà Lan sử dụng tiền rút từ SCB để cho trước. Luật sư cho rằng cũng như rất nhiều những khoản vay khác mà Bà Lan từng rút từ SCB ra để sử dụng vào mục đích cá nhân, việc này là sai phạm. Có hệ thống từ trước tại SCB mà bản thân bị cáo trước không thể tác động được gì. Trong phần tự bào chữa, Dương Tuấn Trước, 41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, Công ty Tường Việt cho biết đồng ý với nội dung luật sư bào chữa vì đã nói đúng bản chất tinh thần của mình. Ông Dương Tấn Trước nói, trách nhiệm khắc phục của ông còn khoảng 600 tỷ đồng, nhưng các tài sản bị phong tỏa có giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, nên xin hội đồng xét xử ghi nhận mình khắc phục 100% thiệt hại. Bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB, luật sư nói rằng dù có chức vụ ở SCB nhưng thực chất chỉ là người làm công ăn lương, không hưởng bất cứ lợi ích vật chất gì nếu không thực hiện theo chỉ đạo sẽ dễ dàng bị thay thế. Mặc dù đang là quyền tổng giám đốc, được hưởng mức lương 500 triệu đồng một tháng, nhưng nhận thức thấy công việc không phù hợp với quy định pháp luật nên Hoàng đã xin nghỉ việc. Tương tự, luật sư của bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB cho rằng, bị cáo Dũng chỉ làm công ăn lương. Bùi Anh Dũng được Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch SCB đã bỏ trốn, tiến cử với Trương Mỹ Lan, vì là người hiền lành không quậy phá. Bị cáo Bùi Anh Dũng chỉ là người thực hiện tiếp công việc của người tiền nhiệm, thiệt hại của Dũng gây ra rất thấp so với các bị cáo có vai trò chủ chốt trong SCB. Bị cáo Bùi Anh Dũng là người duy nhất trong vụ án ra tự thú tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng, chủ động tự khai số tiền 40 tỷ đồng được Trương Mỹ Lan cho, vì thế luật sư đề nghị hội đồng xét xử có một mức án nhẹ cho bị cáo. Bào chữa cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét bối cảnh bị cáo phạm tội trong môi trường đặc biệt, ngân hàng nhà nước đang tái cơ cấu. Từ bào chữa, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bổ sung rằng SCB đã bị hút vào vòng xoáy của bị cáo Lan để tái cơ cấu trả nợ khiến SCB bị phụ thuộc hoàn toàn vào Trương Mỹ Lan. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn không đồng tình với luận tù của Viện Kiểm sát về việc các bị cáo phạm tội nhiều lần vì bản chất ngành ngân hàng thì chỉ lập đi lập lại hai dịch vụ là huy động và cho vay, nên chuyện lập lại hành vi là điều bình thường, đây là đặc thù ngành tài chính. Với nhận định của Viện Kiểm sát rằng, bị cáo có trình độ có hiểu biết mà vẫn vi phạm pháp luật, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cũng không đồng tình vì có trình độ đại học mới làm được ngành này nên Viện Kiểm sát quy kết bị cáo là lợi dụng có trình độ là chưa phù hợp. Sau hơn 10 ngày xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành luận tội đối với các bị cáo. Đối với Trương Mỹ Lan về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tòa tuyên buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là 677.286 tỷ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật. Về xử lý vật chứng, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để thi hành án cho các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan. Đối với 1.169 bất động sản mà cơ quan điều tra đã kê biên, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật để thi hành các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan về khắc phục hậu quả. Đối với các mã tài sản khác, đang thế chấp tại SCB, đề nghị giao cho SCB xử lý thu hồi nợ. Nếu còn dư thì chuyển cơ quan thi hành án để thi hành các nghĩa vụ của Trường Mỹ Lan. Ngoài ra, thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, số tiền các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả trừ vào nghĩa vụ của Trường Mỹ Lan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của Dương Tấn Trước, cựu Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tường Việt nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Dương Tấn trước. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục tạm giữ tiền và duy trì kê biên các bất động sản của Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lan và Công ty Capella để đảm bảo thi hành án. Bị cáo này bị xét xử về hành vi chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Đối với các tài sản thu giữ của các bị cáo khác, nếu không liên quan đến vụ án, đề nghị tuyên trả cho các bị cáo. Tiếp tục phiên xét xử, luật sư đã công bố các lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục 2 Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lời khai của các bị cáo mâu thuẫn, từ đó luật sư yêu cầu cần đánh giá lại chứng cứ khách quan trong từng lời khai của các bị cáo. Theo luật sư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã thừa nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ chứng cứ chứng minh nguồn tiền bị cáo Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng sinh năm 1984 trợ lý của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã qua đời chuyển rồi rút đưa cho bị cáo Văn thì chỉ có lời khai duy nhất của Văn vì vậy cần đánh giá thận trọng việc bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ ngoài ra không thể xác nhận bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ cho bị cáo Nhàn trong khi đó bị cáo Văn không bị truy tố hối tội đưa hối lộ Liên quan đến số tiền đưa hối lộ, luật sư cho rằng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ là số tiền không nhỏ về khối lượng và số lượng tiền mặt. Số tiền này được chuyển từ SCB ở thành phố Hồ Chí Minh ra SCB ở Hà Nội, sau đó rút ra quy đổi đô la Mỹ đưa cho bà Nhàn. Quá trình điều tra cũng chưa chứng minh được ai là người chuyển tiền, rút tiền, quy đổi ra đô la Mỹ, đóng gói tiền vào thùng. Những người này làm theo chỉ đạo của ai? Có phải bị cáo Lan chỉ đạo không? cần làm rõ để không lọt người, sót tội. Về hậu quả của vụ án, luật sư đề cập đến vai trò của bị cáo Lan trong mối quan hệ với ngân hàng SCB, bao gồm 3 điểm chính. Vận động các cổ đông cũ của ba ngân hàng đồng thuận hợp nhất thành công thành ngân hàng SCB, cho mượn tài sản 15.000 tỷ đồng để làm tài sản thế chấp, kêu gọi cổ đông nước ngoài. Do đó, luật sư nói rằng hoạt động điều hành là do hội đồng quản trị và lãnh đạo SCB chịu trách nhiệm, đồng thời mong hội đồng xét xử ghi nhận công lao của bị cáo lan trong việc phát triển ngân hàng scb luật sư của bị cáo trương mỹ lan cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc bà lan nỗ lực đưa những tài sản của mình để khắc phục hậu quả